góp ý cho dự thảo nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, sau hơn 10 năm thực hiện, tỷ lệ chi trả bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với xe máy vẫn ở mức rất thấp. Theo số liệu của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm xe máy năm 2019 là 765 tỷ đồng, nhưng các doanh nghiệp chi bồi thường cho các vụ tai nạn 45 tỷ đồng, tỷ lệ gần 6%, thấp hơn rất nhiều các loại bảo hiểm bắt buộc khác như tỷ lệ chi trả của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của ô tô hoặc bảo hiểm cháy nổ đều trên 30%. Vì vậy, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc thu hẹp phạm vi chủ thể có nghĩa vụ bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới theo hướng loại trừ xe máy. Theo đó, việc mua bảo hiểm xe máy bao gồm cả bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các loại bảo hiểm khác sẽ dựa trên sự tự nguyện thỏa thuận của các bên. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho rằng đây là đề xuất hợp lý trong thời điểm hiện nay. Đề xuất là không mua bảo hiểm xe máy, xe mô tô là tôi thấy hiện nay nó hơi rất là cần thiết. Vì hiện nay số lượng xe rất là nhiều, đa phần là người ta không có mua. Khi mày bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông thì lúc đó nó mới có xảy ra. Còn nếu mà không vi phạm gì lĩnh vực giao thông thì rất là bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Chứ thêm nữa là gì? Vì cái bồi thường bảo hiểm của xe máy thì nó không có nhiều, tỷ lệ nó không cao. Thường thường là khi mà xảy ra vụ việc thì họ cũng không có quan tâm tới cái việc đền bù bảo hiểm. Tại vì nói bảo hiểm chứ làm thủ tục nhiều khê lắm. Cho nên thì người ta thấy phiền hà quá thôi là bỏ luôn. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Dương cũng cho rằng, thực tế người dân mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe máy là do cơ quan chức năng yêu cầu mà chưa cảm thấy là bảo hiểm xe máy cần thiết như thế nào. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng cần đánh giá ở nhiều góc độ khác nhau. Chúng ta phải có một cái cuộc điều tra thật là kỹ lưỡng xem là có nên không bắt buộc đối với lại chủ xe gắn máy là mua bảo hiểm hay không. Có một cái cuộc điều tra rất kỹ lưỡng như thế thì chúng ta mới đi đến quyết định. Theo tôi, nếu như vướng mắc mà nó chỉ nằm ở cái chỗ là các cái thủ tục của chúng ta nó còn quá phức tạp, khiến cho người dân người ta vẫn còn rất ngần ngại khi mà quyết định là làm các cái thủ tục bảo hiểm, thì chúng ta cũng nên rà soát để làm sao các cơ quan chức năng có thể là bỏ những cái thủ tục quá rườm rà bằng thay bằng những cái thủ tục nó thuận tiện hơn cho người dân.